Hôm nay là Thúy Nga cùng với chị Như và Quang Lê đi qua chùa thăm Nhung. Ai? Nhung! Tôi về nha Nhung! Ai cũng mười mấy cuộc tình mà tại sao tôi không có cuộc tình nào Nhung? Bà cũng có mà cuộc tình lẻ loi. Trời ơi, Nhung mới biết mà. Trời, Nhung nhớ không? Trời ơi, Nhung nhớ hoài luôn á. Nhung tới, Nhung mang cho anh ấy. Như, hai tôi với bà nghe, thoải mái với nhau. Đầu năm, đầu tháng mình cũng có gì lì xì với chai rượu thôi được rồi. Em cho chị trải nghiệm cái chiếc xe này. Chị quay lại chị lấy chứ. Ừ, để nhà đi. Để nhà đi, nói nhớ chị nghe đi. Ừ. Chứ bây giờ em chở chị đi nha. Chị đi với Jackie chứ ai đi Jackie. Ai cũng được, muốn đi xe em chở đi hết. Không, chị đi với Jackie đi. Em okay. Chở Nga đi đi nha. Ok. Để xem sao tới nơi đi. Ok. Ông à, có trả được thêm tiền đi cái xe màu đỏ như vậy. Hai nàng đẹp quá. Thúy Nga cùng với chị Như và Quang Lê đi qua chùa thăm Phi Nhung. Thì đây là cái khu nhà Nga. Ở đây là nhà Nga, còn bên này là cái nhà quan nha quý vị. Cái nhà này trời ơi đẹp quá. Chị có coi chưa? Cái nhà chính phủ họ giữ, họ không cho mình ở nữa. Tại sao? Tại vì họ muốn cái đường này thành cái đường mà đi mua bán ăn uống. Nhưng mà cái đây là cái nhà bình thường mà. Thì nhà bình thường nhưng mà họ không có. Trời ơi. Hai người đứng đây nhìn cái phong cảnh nó đẹp lắm chị Như. Đẹp không? Đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn. Hai người đang đứng rất là đẹp. Ở đứng giữa đường mà. Trời ơi cái gì chứ, gái đứng đường là nó đẹp hết trơn à. Không, hai người đang rất đẹp luôn á. Em gặp chị khỏi sợ. Đấy, hôm nay đường em lồn. Gái đứng dừa. Em phải thêm chị dừa. Gái đứng dừa, đường là từ. Tôi phải đứng đây, tôi xin cái thumbnail với Như Quỳnh đã đẹp quá. Ê, gì, mình nói chồng hay lì nó chở đi. Ừ. Bây giờ lái thì bỏ ra, chứ D là đi luôn nè. Là mình đạp ga không có làm gì đó. Ồ, vậy hả? Không nổ máy gì hết trơn á. Chị phải ráng nha. Nghe giờ sao? Chị không. Nghe Tesla của Lê nó êm ái quá. Nhưng mà nghe đồn chị đâu giờ lái xe đâu không chị Như? Em nghe đồn có một cái giai thoại có một nữ ca sĩ bolero không bao giờ bà lái xe hết. Không, có lúc bà lái bây giờ bà lười lái bà không muốn lái nữa. Không phải không? Ừ. Ngày xưa. Có một lần nè, không phải. Chị thì lái xe rất là nhiều lần rồi nhưng không ai để ý thôi. Lúc đó chưa có YouTube, chưa có livestream như bây giờ. Nhưng mà cái kỷ niệm có một lần mà chị lái xe, chị lên tập múa với cô Sanda ở River Bank. Ngay gần ngay đó chuẩn bị vô cái studio là phải rầm. Trời ơi trời. Phải đó, trong khi đó là chị nhớ là gần phải trái Thúy Nga. Phải hí. Phải. Theo đôi lúc nghệ sĩ á, người ta nói là nghệ sĩ là lơ đỉnh lắm mấy chị. Mà em thấy em lơ đỉnh nhẹ đó nha. Trời. Em thấy là em nhẹ đó. Chứ có nhiều người nặng lắm, như quăng lên nè, đi đâu quăng túi đó nè. Bữa hôm quăng nguyên cái. Em cho chị trải nghiệm cái chiếc xe này. Thôi tôi không có trải nghiệm đâu. Lê ơi, phong cách Lê là điềm đạm nha. Nhà cũ của chị đây nè. Đúng rồi, em nhớ. Cái nhà cũ chị gần đó hả? Rồi phải chị mà chị ở nhà cũ đó là em chị chạy qua chạy lại thiệt. Chiếc xe này là nó rú ga giống như xe đua vậy đó. Trời ơi Lê ơi. Chị biết xe em mới và em có tiền, em không cần phải làm phải show off gì đâu Lê. Thật ra em rất là thích chiếc xe này. Vì nó lái rất là nhanh. Vậy mà nó bắt tôi đi bộ đó. Thí dụ mình đang đi bình thường vậy gì? Cái mình muốn nhanh cái mình rú lên cái. Thật ra là có những người em là một lần nữa đó. Xuống xe bao giờ thì chỉ bước lên thôi. Cho dù Rolls Royce cũng vậy thôi. Trời ơi Lê Lê. Camry cũng được. Trời Lê lái mạnh quá làm hết hồn lên. Thật ra là chiếc xe này bằng điện tử. Nó cho mình cái option là chạy chậm nhẹ nhàng hay là chạy mạnh giống như xe sport. Thì nhẹ nhàng thôi. Rồi, bolero mà. Ờ, mình bolero mà Lê, mình bolero mình nhẹ thôi Lê. Trời ơi đừng có tưởng nha, chị Như tuy là bolero nhưng mà chị rất là dữ dội nha. Thôi dần vừa đâu, ta hát nhạc đen, nhạc remix chơi luôn. Đầu nó bẻ lái rồi đó. Chị, con tim chị đã tỉnh táo này chưa?
Trời ơi, sau lần hai lần rượu ga thì chị tỉnh luôn rồi. Chị kêu như là chị hoàng hôn đúng không hôn. Chị? Ghê quá. Người ta đang yêu mà. Đập, ngừng đập luôn vậy đó. Thôi đang yêu mạnh mẽ khúc nào chứ cứ khúc chạy xe nhanh tôi cũng sợ. Tôi muốn đáo luôn. Thôi. Người ta đang yêu. Yêu thì yêu chứ. Yêu rồi đâu có phải là yêu để mà ngừng đập đâu. Đó. Chị Như đang yêu đời lắm nha Như. Đó cho anh Như Lê phải lái xe chỉnh chu Như Lê. Không đó, thấy. Tới rồi đó chị. Nhà Phi Nhung đó chị. Nhà Phi Nhung mới đi nghe. Đó nhà Phi Nhung là bên cạnh đó. Đó. Bây giờ mình tới mình lại phần trước cái đã. Rồi mình vô mà lại hương lên sau. Thôi đồ cái nọn cũng được phần út. Sao em cưng như Quỳnh muôn đời em vẫn cưng vậy? Lê cưng muôn đời. Trong showbiz mà hai người mà cưng như Quỳnh mà ra mặt luôn á. Đó là chị Thủy và Quang Lê. Không mà lâu lâu phải kêu Marito cho nó oai. Rồi bây giờ mình vô mình gặp chị Nhung nha. Đây. Vô Nga ơi. Rồi, mình đến mỗi là chùa khóa cửa nọ đó. Không, thầy đang còn đây. Thầy sẽ mở cửa. Mình đi ra sau. Mình đi. Được. Không, bà này bà có mật thất, bà biết đi. Trời, có mật thất luôn. Không, Nga là Nga biết cổng sau. Nga thường đi cổng sau chùa. Ừ. Em đến chùa mố là chùa rồi. Em con lên nằm quả nè. Em không cần quảng cáo không, mà chùa điều ngừ. Em mặc áo đỏ chị biết rồi. Vô được không? Chú ơi chú. Có thầy không chú? Alo, alo mày cô. Nghe si để thắm chua. Dạ. Thầy mới rồi cô ơi. Dạ. Bây giờ Quang Lê với chị Như Quỳnh vô thắp hương nha. Xin mày cô bịch đen lên à. Dạ. Xin mày cô bịch đen. Nhung ơi, tụi tôi tới nữa rồi Nhung ơi. Tì Nhung ơi, tụi tôi tới nữa rồi Nhung ơi. Thắp đèn dầu nè. Chị ơi, bữa nay có danh hài Thúy Nga, có chị Như Quỳnh nữa đó. Con coi mặt bà đẹp quá rồi nè. Di ảnh Nhung đẹp quá ha. Nhìn cặp mắt mà biết nói luôn á. Tấm hình này quá đẹp luôn. Cái cặp mắt biết nói long lanh á. Cặp mắt quá đẹp.
như là kiểu đang đối thoại với mình vậy đó. Quá long lanh. Mình nhìn tấm hình đó mà mình cứ nhìn tấm hình kỹ nha, nhìn đôi mắt. Sau này mà nếu mà mình nhích môi mình cười là bà sẽ cười với mình. Thử đi, bây giờ bà nhìn tấm hình kỹ rồi bà nhích cái môi bà cười là tự bà thấy bà cười lại. Rồi em lấy cho Như cái hương ha. Nhìn cặp mắt của bà đi. Mặt lung linh á. Nè chị Như thắp hương cho Nhung nè. Em là hôm qua em thắp cho anh Mạnh Quỳnh đó. Đó là chị hát với Nhung bài Cánh Cò, Giấc Mơ Cánh Cò ha. Còn bài nữa, thêm mấy bài nữa đúng không? Không, có một bài chung với anh Thế Sơn, với Mạnh Quỳnh. Dạ. Cái bài Medley Xuân. Những Cưới Chồng Xa. À, Những Cưới Chồng Xa. Rồi. Đúng rồi, một cái này, bài bốn người về Xuân. À. Dẫu sao cũng duyên phần thôi, chắc chi mỗi tơ trời cao. Trời xui ai mà. Ai lòng son sắc thì xin ở cái medley đó thành công lắm á. Bây giờ cái medley đó là hiện nay là 40+ triệu view đó. Đó, chúc mừng chị Như Quỳnh, chúc mừng chị Phi Nhung. Anh Quỳnh nữa. Medley huyền thoại đó nha. Người có nghĩa tình ai cũng thương. Nè, hôm qua là sáng sớm là anh Mạnh Quỳnh với em. Anh Mạnh Quỳnh là người anh Mạnh Quỳnh đi mua ly cà phê Starbucks. À. Đây, còn để hôm qua cái em tới cái em nói thôi, ổng có mua cho em ly mới mà em không uống. Trời, cái em lấy cái ly em xớt ra em uống với bà đó. Bạn ơi, mình không muốn mua gì cho bạn cả. Thôi mua cả tấm lòng. Okay. Cái này bất ngờ mà. Đâu cái tim này nha, bất ngờ thôi. Có Nga đến Nga nè, có Lê với lại mấy bạn ở đây, có fan của Nhung cũng có nữa, Jackie nè. Thành ra là tới đây thăm Nhung. Ok. Như có nói hoài mà chưa bao giờ đi, mà đúng ngày hôm nay là gặp Nga Quang Lê đó, như mới thật sự là Như mới đi được. Mấy lần trước Như có ghé nhưng mà ghé Cali mà không có thăm Nhung được. Thì bạn đừng buồn nha. Khoe với chị Nhung luôn, tại vì Nhung là đi với chị Như bao nhiêu năm, Như gì Nhung cũng biết về Như nhiều lắm. Thì nay là chị Như là sức khỏe rất là tốt, tinh thần rất là sảng khoái, mà hát rất là hay luôn, mà có tình yêu nữa, cho nên là Nhung phải vui lên đó cho người chị của Nhung đó. Nhung là cũng khổ đường tình duyên nên là Nhung cũng khổ cho Như Quỳnh là coi như là không sao. Đắc xô hát hay nè. Bây giờ từ đây trở đi là sẽ hạnh phúc với Nhung à. Đó. Hạnh phúc rồi, tươi lắm. Cái mặt dạo này tươi lắm Nhung tươi ơi. Lắm. Trời ơi. Ta nói chị Như về là thôi là viên mãn rồi đó. Trời ơi đừng nói vậy ghê quá. Không, em nhìn thấy em cũng mừng. À, vậy hả? Cuộc đời thì mình cũng không có nói được trước điều không gì. Đúng, đúng. Đừng nói mình trước cứ đó. Sống tốt thì được tốt, là sống phải được phải. Đúng với vậy. Lại là cái gì nó có cái nhân duyên á, nó đến cái lúc nó được thì nó sẽ được. Đúng vậy. Con người vậy. Ta ví dụ như mình cái gì mà mình không có được á thì mình cũng đừng có bi quan. Ừ. Đến lúc được là được rồi chị. Đúng rồi. Đó, bây giờ em được Quang Lê rồi đó chị. Đó, mấy bao gạo kìa chị. Sao cái nhẫn đâu mất tiêu rồi, được khoe với Nhung biết. Đúng hả? Tụi nó nặng quá, nặng quá. Nhung ơi, tôi có cái nhẫn Quang Lê tặng nó nặng quá, không dám đeo. Đeo rồi sợ bôn xa người ta suy nghĩ cái gì kinh khủng lắm. Nhưng mà thực ra cũng không có gì kinh khủng đâu Nhung à. Nên không có dám mà đeo. Đeo nó cũng dướng díu chị, nhiều lúc mình ăn sầu riêng nó cũng khó khăn, ăn sầu riêng nhiều lúc nó rớt mất cái hộp sao đúng không Lê? Thì đó. Đúng không, như mới ghé nhà bà, ăn sầu riêng bưởi với là vú sữa. Hay, Phi Nhung mê sầu riêng nha. Trời ơi. Phi Nhung là đạo sầu riêng nha. Có đợt là ở Việt Nam tôi với bà ngồi ăn đó có, là ăn trong cái tiệm đồ bán đồ chay đó. Người tình cảm lắm. Ừ. Đó, tôi ở Việt Nam là tới nhà hàng của bà là...
bà gặp tôi thì bà quở mập mà tới nhà hàng bà bắt tôi ăn. Vậy đó. Không, mà nhà hàng đồ chay rất là ngon. Mà có một cái loại mà hồi nào giờ em không biết, từ lúc mà đến nhà hàng Phi Nhung mới biết là cái trái sake. Có bao giờ trái sake chiên đó. Thì hồi nào giờ tôi không biết mà tới nhà hàng Nhung á, Nhung mới cho ăn. Ngon lắm. Nói là chị cho em ăn cái trái này ngon lắm, ăn đi. Rồi ăn mà nó bở như khoai tây mà nó mịn hơn nó nhiều. Ngon hơn nhiều, ngon khoai tây. Chay của bên Nhung rất rất ngon. Rất ngon lắm luôn á. Rất là ngon. Như đi hai nơi đó, ngon lắm Nhung. Rất ngon. Nhung ơi, hôm nay chắc Nhung vô. Để khi này Như về, Như ghé. Nhà Tết này là Nga cũng mới lên với Leon Vũ xong nè. Bây giờ hoành lại, chưa hết tháng Giêng luôn. Lại lên với lên đây với Nhung, rồi đi với chị Như, với lại Quang Lê. Cái hình này đẹp hả chị ha? Cái cặp mắt đẹp, cặp mắt có hồn, Nhung rất là cặp mắt có hồn, mắt rất là mắt rất là có hồn. Nhìn cái mắt Nhung á, hồn mà long lanh, đẹp ơi là đẹp. Bây giờ mình đang nói chuyện tự nhiên cái bà giọng rồi bà hát cái chắc xỉu hết, nào xỉu ngang không trời? Không có, mình vui mà không có xỉu. Xỉu ngang không? Vui không xỉu. Người chị vẫn đẹp nhưng mà tim chị ngưng đập. mới nãy Quang Lê chạy cái xe mạnh lên là mình đã xỉu rồi. Tự nhiên giờ bà Nhung bà bước ra bà hát cái chắc xỉu ngang thì có mọi người xỉu ngang thiệt luôn. Trời cái gì vậy má? Không mà vui. Sau cái xỉu ngang là mình tỉnh dậy mình vui luôn. Vui đó. Nữa. Chắc chắn là vui. Không, giống như mà chị biết cái chuyện mà tắm cám không? Cô tắm ở trong cái thị đó. Cô tắm cám bước ra cái gì? Cứ ở trong cái thị. Thị ơi chị ạ. Xong tới một ngày kia cái chàng về mới ủa sao nhà dọn dẹp sạch sẽ quá đó. Cuối cùng mới rình thì thấy là có một cô gái từ trong cái thị ra. Thì đó là Phi Nhung cũng nằm đâu đâu trong đó đúng không? Cái bước ra làm này làm kia xong cái bước vô không cho mình thấy phải không? Cái một đây. Ngày mình xé cái khu tình bình. Trái dấu. Thì nhiều khi bổ ra cái bà bước ra. Mà làm như chuyện cổ tích vậy đó. Không mà thật ra cái chuyện huyền thoại này mà có thiệt là rất là hấp dẫn mọi người. Cái đó là ước mơ thôi chứ nếu có thiệt là rất là vui luôn. Không thể tưởng tượng được luôn á. Rồi bà làm cái idea này mai mốt đạo diễn làm phim cái tự nhiên người ta làm, người ta kiếm người nào giống Phi Nhung hóa thân luôn làm luôn. Phi Nhung bước ra từ trong quả dưa hấu hoặc là trong một cái trái gì đó quý vị. Bà Nga biết sao không? Tôi kể cho bà Nga nghe nha. Sao? Tại vì tôi thấy là tôi đi hát mấy cái sòng bài đó. Mấy cái sòng bài bây giờ chị Như biết là nó có mấy cái dạng slot machine đó. Mấy cái trò chơi slot. Thì Britney Spears được làm cái slot machine. Một lần mình trúng tiền cái Britney Spears ra hát. Cái gì? Thì em cũng ước mơ là bữa nào mà sòng bài nào hay là cái người cái nào viết software có cái máy của em hay là có máy chị Phi Nhung cũng đã nè. Ví dụ đang tinh tinh trúng cái lên hát là cò bay. Ờ, em hát bài gì? Em hát bài gõ cửa trái tim đúng không? Ta mang bao tội lỗi. Ta giờ đây. Kiếp sống đó đầy vòng. Nhung thấy chưa? Đó vẫn quậy vậy đó Nhung. Đỏ đen. Không bao giờ ngưng cả. Mà thấy chưa? Nói chung là đến hầm mà Nhung nào cũng quậy á, bà Lê Giang là hát cải lương luôn chị. Vậy hả? Chị có coi cái clip Lê Giang vô hát không? Chưa. Chị coi hết vlog mà chị trừ cái clip đó hả? Cái clip đó là bà Giang bà vô bà thiệt mà chị coi em nhiều cho nên chị xin không. Lỗi tất cả các fan chị không cái clip đó là trong cái vlog của em luôn. Ồ dạ chị chưa không chị có coi lúc mà lúc bà Giang qua đây có. Cái đây mấy tháng trước thì đó là đúng là Giang vô đây nè hát hò sùm trời đất hết trơn á. Ồ không có coi lúc mà em quay tới thăm Nhung nhưng chị không coi bên lúc đó là coi bên trong là gì chị chưa coi. Dạ vậy dạ hả? Đó. Bây giờ là hôm nay là tôi kể bà Nga nghe nha. Dù gì nữa? Thấy cái chữ Tịnh Bình không? Dù gì? Tôi mới về làng cái huyện Tịnh Bình, tôi làm từ thiện. Lúc đầu là em nghĩ là em đi về cái tỉnh nào đó. Kể 10 lần rồi. Nhưng mà hôm nay có chữ Tịnh Bình đây là vậy là đầu tiên, không sao không sao. Em là nghe 10 lần. 10 lần hả? Đây, thôi kể tóm tắt. Mà Nhung chưa nghe. Nhung chưa nghe. Bà nói bà chị Nhung chưa nghe. Thì kể đi, kể cho bà Nhung nghe đi. Nhung ơi, lắng nghe Quang Lê nhiều chuyện nha. Đó, cái tháng hình như là tháng 11 em dành dùm một số tiền để đi quỹ từ thiện. Đi thì có một người bạn ngoài miền Trung có nói là em ơi, nếu có đi thì đi huyện Tịnh Bình, chỗ này khổ lắm. Cái tự nhiên nói Tịnh Bình, tôi nhớ tới cái pháp danh chị Phi Dung. Tự nhiên cái lòng mình cảm động. Cái đi luôn. Cái đi liền, tại vì mình cảm tưởng giống như là cái làng đó làng của Phi Nhung vậy đó. Tại tên Tịnh Bình mà. Tôi có về, tôi có vô xã, tôi có chụp hình, tôi quay. Dân cũng đâu có khổ. Đó, thì chị chọn cái huyện mà nghèo nhất, mà khổ nhất, chị lấy pháp danh của chị.
chắc là có một cái nghĩa tình nào với Huyền. Không phải là Phi Nhung không có chọn đâu, các thầy đặt á. Thầy đặt quý thầy khi mà mình phát quy y á, các thầy đặt cho mình. Chứ mình không thể nào tự chọn tên. Chưa bao nghe giờ nghe làm tịnh bình nha. Huyền cũng mới nghe luôn. Ở ngoài Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Từ Quảng Ngãi phải đi về rất xa. Khoảng bao lâu? Từ Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi đi về 1 tiếng đồng hồ mới tới xã huyện Tịnh Bình. Cái huyện nhỏ lắm. Dạ mà người lớn tuổi không à. Mấy cụ già neo đơn. Vậy hả? Chắc nhưng không... thọ lắm, thọ lắm. Cái xã ngoài đó thọ lắm, mấy cụ già 95 tuổi. Bà không biết uống viên thuốc. Tối nay ta ăn cơm với muối thôi mà không có một viên thuốc tây. Nhưng mà cái vùng đó có bị bão không? Thường mấy cái vùng đó hay bị khổ bão. Thôi. Khổ thôi nhưng mà các cụ khỏe lắm. Trời, ông già 85 tuổi lái xe Honda chở tôi. Nói chở nổi không? Chở tôi ra luôn. Hay vậy ta? Vậy hả? Cái xong mình nói thôi con xin 80 thôi. Chứ con không nghĩ 85 đâu, con xin 80 thôi. Tại vì mình cứ nghĩ là thấy mấy cụ ngày xưa ở mấy cái huyện cực cực khổ khổ mà sức khỏe sướng quá. Mấy bà 95 tuổi mà bưng chắc cái bao gạo. Cũng tùy đó. Có nhiều làng chị thấy, nhiều huyện chị thấy khổ lắm kìa. Chị coi trên mạng thôi, trời ơi. Heo lắm, khổ Việt Nam. Chị nói thiệt cái đó là chị coi trên đó thôi đó. Chị không biết nha. Còn khóc nữa luôn. Nói chung là ở Việt Nam nè, rất khổ. Như Quỳnh á, mặc cái áo này á, để cho người ta tưởng là bà mập mà hóa ra bà ốm nho mà. Không, nay bà ốm lắm. Trời ơi. Bà mặc áo này mặc cái áo xòe xòe vậy. Để tưởng cho bà mập mà hóa ra là hôm qua bà áo dài, eo ốc đồ đẹp quá hả? Bà chị như cái gu chị thích bận gì đó. Chị thoải mái. Không nhìn kìa. Em bận đầm em cũng thích bận gì đó, cũng bận mấy cái đầm rộng rộng đó. Nói chung là cái áo này là một cái áo lừa tình. Mình có ăn uống thoải mái cũng không sao đó. Ai mập mập cũng nên mặc cái áo này. Trời mệt quá à. Cho nó che. Lâu nay mình lên thăm Phi Nhung mà mình nhiều chuyện quá với mọi người. Với Nhung ha. Mình nhiều chuyện quá Nhung. Thăm Nhung nha. Thôi bây giờ là khi nào có duyên là mấy chị em lại tới thăm Nhung một lần nữa. Nhung thích ăn gì? Sorry ha. Đâu được hả? Nhung ăn khoai lang nữa. Nhung ăn khoai lang. Khoai lang hả? Bữa nào luộc khoai lang cho bà đi. Khoai lang ngọc đi. Khoai lang ngọc nha. Đó, rồi Nhung thích rượu nữa đó chị Nhung. Chị biết mà. Nhung bà nhớ không? Cái Tết á, đầu năm 2020. Ngôi sao hạng A. Bà mang chai rượu đỏ tới nhà tôi á, ở đâu nhà Việt Nam, bên Việt Nam á. Trời ơi, tôi với bà đó. Đó. Không dám nhắc nữa đâu. Thôi hôm nào. Hả? Bà Phi Nhung với chị mà sáp vô mà chai rượu là không đủ. Không có, không hề đủ luôn. Trời, bà Nhung mới biết mà. Trời, Nhung nhớ không? Trời ơi, Nhung nhớ hoài luôn á. Nhung tới Nhung mang chai đấy. Như hai tôi với bà nghe, thoải mái với nhau. Đầu năm đầu tháng mình cũng có gì lì xì chai rượu thôi được rồi. Hai bà làm xong vậy. Vẫn chưa có thấy là chưa có xin nghe gì hết. Tại em ở chung phòng với bà Vi Nhung em biết rồi. Được trời lắm, dù đó tươi lắm luôn đó. Tươi xanh luôn. Bây giờ Như cũng bớt rồi Nhung ơi. Bây giờ là vui rồi, không có uống rượu nữa. Không, bây giờ em hỏi thì chị hết uống chưa? Không phải là hết, nói hết thì nó không đúng. Tức là nhiều khi đi party hay đi cái gì đó thì mình cầm ly nhấp cho vui thôi. Nhưng mà coi như hồi xưa thì không được. Không, coi như cơ thể cũng không chịu nổi nữa. Đúng rồi. Không chịu nổi nữa. Trời ơi. Cái đô của chị ngày xưa hơi cao. Em là người chứng kiến. Hồi nào? Đi châu Âu. Trời ơi, châu Âu. Trời ơi, bữa đó, bữa anh Nguyễn Hưng cũng tan. Nguyễn Hưng đó. Nguyễn Hưng cũng tan đàn luôn. Trời ơi. Trời, anh Nguyễn Hưng bữa đó ta nói trời lạnh mà ông cởi áo, ông xèn xe hết. Ông cởi hết áo, ông chạy tới xe. Ủa vậy hả? Tại ông uống nhiều quá. Nóng. Còn em á thì em nói, cô Chi ơi ngừng xe. Chết rồi. Ngừng xe cho con ôi, con mắc ôi quá. Trời, xong rồi tôi ói từ trên xe. Nghe nó kể chưa? Bữa đó vui quá. Là nguyên phái đoàn nghệ sĩ là gọi cho có chị Như nè, có em nè, có anh Nguyễn Hưng nè. Thu Phương nữa. Là bữa đó là Như, em với anh Nguyễn Hưng là coi như là chết luôn, chết banh tè le luôn. Lúc đó là tôi ói trên xe mà tôi ói trên xe tôi không chờ kịp luôn. Trời, xe nó chạy. Trời ơi, chị cũng vậy. Anh Hưng là coi như còn bà Như hả? Bà Như là anh Nguyễn Hưng với Lương Tùng Quang phải không? Có ai mà hai người ẩm bà lên luôn. Hai người thôi. Hai người. Lương Tùng Quang với anh Hưng. Đó, ẩm bà lên luôn. Liện danh phòng không biết giờ đó gì luôn hả? Không, ẩm lên xe để đi. Đi. Trời ơi. Đi qua tiểu bang thành phố khác. Đoàn ni nhợ cắt. Chị niềm hay là đề chị ơi. Rồi. Rồi, không được. Chị Như có nhớ có một đêm Noel mà em với chị
với già Nhật Yến, hình như có anh Trường Vũ ăn ở ngoài biên giới. Biên giới, đúng rồi. Em còn ghi hình. Vậy hả? Có ghi hình. Còn không mau đưa cho Thụy Nga. Cái đó em... Cái đó cô Trang quán lễ gì? Cái đó em chưa lộ diện tại vì nó nằm trong cái video nhỏ đó. À vậy. Hồi phải làm qua mới làm lên được. À vậy hả? Nhưng mà trong cái video có người tình cũ, em cũng ái ngại đưa lên. Lỡ lắm rồi. Không phải. Đâu. Chị định làm cái live show thiệt luôn á. Ủa thì hả, chị làm live show gì? Chị giới thiệu lại 12 người tình ngồi VIP. Chị 12 người luôn. Dám không? Dám mời không? Chị dám làm. Chị dám. Tại vì làm không? Cái quan trọng là họ có dám ngồi hay không. Trời chị ơi, chị không biết. Trời ơi. Quyết không. Chị. Không. Ừ. Chị. Phải với rửa. Chị 12 người tình. Tại vì em á thì em gặp được để em đếm nha, không biết em không nói tên nhưng mà em đếm là Úc 1 nè, chỗ gì cho ra. Mệt quá, bây giờ ngồi đếm. Nó lên nhiều quá. Bây giờ cái sơ sơ đi 12 rồi đó, vậy thôi đó. Còn bao nhiêu Lê nhắm nhắm Lê hơn chị Như không? 12 12 cộng 12 12 là 24. 24 được rồi, Lê cũng vậy thôi à. Trời, Lê là 24 người tình. Ừ. Ừ. Em phụt gì? Phụt không? Em phụt Lê. Phụt hết. Trời ơi, ngưỡng mộ quá à. Sao hỏi chị Nhung bao nhiêu người tình luôn? À Nhung, Nhung nhiêu vậy? Nhung cũng hơi nhiều à nha. Tôi cũng, thôi tôi cũng nói được. Người ta nói sống để bụng chết trông theo tôi cũng nói được. Bà Như sơ sơ chắc cũng tầm nữa, nhớ. Tất cả không. Trời ơi, bà chị Nhung cười vui quá kìa. Đang nói bà cười. Không phải, bên cạnh ngồi bên cạnh nhau cái mấy ông mới ngồi nói kể chuyện ngày xưa, ngày xưa. Đôi ta chung đường. Đó, vậy. Mình không cần kể mà họ kể. À vậy hả? Họ kể cho nhau nghe. Chết cha. Tôi mời từng người lên kể. Mà sao chị gan vậy? Chị dám đưa 12 người tình vô live show luôn vậy? Không có sao cả. Bởi vì không có chuyện gì để phải giấu. Yeah, phục chị Như. Ê chị Như, chị làm cái show đó đảm bảo hot á. Được không? Cháy ủng hộ mẹ. Không? Ủng hộ nha. Mà trời ơi. Có thật người thật nha, chứ không có không chị không có nói mà để mà câu view thế. Không có nói câu view à. Em cảm thấy bị kích thích về cái chuyện cái gì. À, tại vì tôi cái live show à, chị Như và 12 người tình cũ đó. Nhân chứng đây. Tôi đã đi với từng người tình của bà Như, tôi biết hết. Người nào mà nói chung là biết hết tại vì chị em đi hát chung với nhau mà. Đó, thôi không nói nữa. Không nói rồi. Bà Nhung nha. Kể tới đây, đây lần sau tụi tôi tới kể tiếp. Trời ơi, không mà cái mà không mà Phi Nhung chịu kìa, bắt gặp đâu. Không mà có cái có cái người tình mà vậy? Có cái người tình mà cái gì mà phải giấu bóp bóp tay không? Không. Cần. Có nói một cái đi. Người tình. Nói. Cái người tình đó là người tình này thì đẹp trai à. Người tình mà đẹp trai nhất trong cái series người tình của chị Như phải gọi là Nicola. Nicola. Tôi bầu vậy đó, tôi bầu vậy thôi. Nicola hả? À, thì hơi đẹp trai nhất phải không? Bắt bị một danh tánh bị nêu tên rồi đó. Rồi. Mà tự nhiên. Ông có một cái đồ giống như công an vậy đó, ông là bảo vệ cái hàng không. Nó police đi, tự nhiên nó công an. Police. Giống như là bảo vệ cái hệ hàng không á. Ông lên máy bay là mấy khai nói chung lại là bữa đó chị Như. Thôi, chị Nhung ba Nhung nha. Trời ơi, nhiều chuyện quá. Trời ơi, nha, để tập 2 đi được. Thôi tập 2 đi nha. Tập 2 đi nha. Thôi bây giờ chỉ là bật mí 12 người tình của Như Quỳnh. Thế thôi, ai muốn hỏi đây. Quang Lê official hoặc Thúy Nga official, còn Như Quỳnh không có chị, nha. Chẳng lẽ em làm cái bầu show, cái show live show này của chị quá nghe cái show này tự nhiên em Excited em nóng lòng làm dễ sợ luôn vậy đó. Mỗi sau mỗi bài hát của Như Quỳnh, tôi mời một ông lên phỏng vấn. Trời ơi, chết rồi. Tôi phỏng vấn tại tôi nắm hết câu chuyện. Chị cho em đầu tư chương trình nó được không? Chị em làm luôn đó. Được luôn á. Chị cho em đầu tư đi. 2003 là tôi gặp ông đầu tiên. Trời ơi, nữa hả? Đứng đây chập lớn. Không. Trời chết rồi. Tiền show hôm nay tôi phải thôi. Thối ngược lại Quang Lê, tại Quang Lê kể biết nhiều quá không được. Nhưng mà trong các nói thiệt là trong những mối tình của chị cũng có một vài mối tình em nghe em cũng không vui, dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần thương thì thương, mà hằng sai đường thì phải răng, hằng làm sai đường phải chị mà
Em phải, không mà chịu nồi. Không thì phải chịu. Thấy không? Chấp nhận thương lắm. À. Mạnh lắm như đàn ông, sai đi. Hay ha. Tôi nghe mà tôi đau lòng nhưng mà chị Như, thôi bỏ qua đi, cho ông đi đi. Vậy đó, mạnh dạn vậy đó. Thôi được rồi, trời tự nhiên đi đi quảng cáo hết quảng cáo. Đi Nhung ơi, bà Nhung. Mà Nhung nha. Mỹ này nó trời, Mỹ này nó trời quá đất. Bye bye nha chị. Bye Nhung. Đó. Nói chung là lần sau mua Khai Lan Ngọc nha. Khai Lan Ngọc nha. Bye bye chị yêu. Bye. Nhung. Tôi về nha Nhung. Ai cũng mười mấy cuộc tình mà tại sao tôi không có cuộc tình nào hết không? Bà cũng có mà cuộc tình lẻ loi. Cuộc cỏ nhưng mà dở. Thôi nói chưa thôi rồi Nhung ơi. Hôm nay là mọi người đến đây quậy tưng lên rất là vui nha. Thế bây giờ tụi tôi đi về đây cái đứng một cái là hả? Bà ứng nè, ông Lê ông Khai thở rồi chị Như ra nhiều chuyện không có nên. Thôi đi về đi chị Như à. Đứng đây là không. Đã tới đây là Nhung đó, là bà mà không khai thiệt rồi chắc cũng như vậy thôi à. Ôi Nhung ơi, đi về đi Nhung ơi. Tất cả chúng ta đều khổ một chữ tình. Chúng ta về đi cho bớt khổ tình. Trời, tại sao tôi biết nhiều bí mật vậy nè, thôi tôi khổ quá. Đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi nữa. Đừng hỏi tôi. Cô, sao Lê? Lê vui nha cô. Lê giống như người mở thâm cung mà triều đình đó. Cái gì cũng biết hết trơn. Từ điển sống. Từ điển sống của các mối tình nghệ sĩ. Dạ giờ mấy con đi, cảm ơn cô nha. Đêm ngày tháng dài, một chiều mưa bay chân bước vào đường yêu. Người yêu bé xinh, đẹp như những đêm trời thanh soi sáng qua mình. Vòng tay đón đưa, nguyện ước đêm mưa và kể chuyện những lúc xa xưa. Biết, biết tình yêu luôn chắc chờ. Mình cần nhau là do duyên nợ. Người yêu dấu xuân qua mấy độ và đời trai con quá nhiều gian khổ. Một ngày bên nhau